Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Sau Việt ở hải ngoại, danh ca Trường Vũ cùng vợ con về nước sinh sống. Nhiều người nói rằng Trương Vũ thật giàu có và sang chảnh khi ở hải ngoại, nhưng thực chất. Danh ca nhạc vàng ngày nào luôn yêu thích sự bình yên và giản dị, được biết đến như là một giọng hát hội đủ được tổ chức của những ca sĩ đã từng gieo vào lòng khán giả nhiều sầu nhớ thế hệ đi trước như Chế Linh, Tuấn Vũ, Ngọc Lan, Trường Vũ còn được khán giả yêu mến với lối sống giản dị, không bon chen trong showbiz. Sinh năm 1963 tại huyện Vĩnh Châu, tỉnh bạc liêu nay là thị xã Vĩnh Châu, tỉnh sóc trăng tại một ấp nghèo toàn người gốc hòa. Trường Vũ là con thứ năm trong gia đình có 6 người con. Năm 1983, anh vượt biên và ở trại tị nạn phun Áo bị động, Malaysia hơn một năm, sau đó định cư tại Los Angeles. Trong thời gian ở Los Angeles, việc nghe những băng nhạc thu âm cũ từ quê nhà qua hai giọng ca chế Linh và Duy Khánh đã ảnh hưởng nhiều tới sự nghiệp sau này của anh. Bởi quá đam mê ca hát, Trường Vũ có ghi danh học trung học phổ thông nhưng đã bỏ ngang. Có lẽ tổ nghề đã nhìn ra tài năng của anh khi vào một ngày tình cờ. Ca sĩ Trung Tử Lưu nghe được anh hát và đã mời anh về cộng tác với Trung tâm Phượng Hoàng và Trung tâm Ca Giao. Với Trường Vũ, thời gian ấy thật khó khăn bởi giao tiếp của anh bị hạn chế. Đối với tiếng Việt anh chỉ hiểu những từ đơn giản. Trong thời gian chập chững vào nghề, Trường Vũ đã theo học với ca nhạc sĩ Duy Khánh trong 5 năm, được ông hướng dẫn về phần nhạc lý và phát âm. Ngoài ra anh còn được nam ca sĩ Chế Linh nhận làm học trò, hướng dẫn anh trong việc giữ hơi và luyến lái. Và cái tên Trường Vũ được biết đến từ đó, nhắc đến Trường Vũ không thể không nói đến những bài ca buồn về quê hương, gia đình, bạn bè và người yêu như đám cưới nghèo, nghèo mà có tình, xa người mình yêu. Áo em chưa mặc một lần, người đến từ Triều Châu, không giờ rồi, thành phố buồn. Đến tháng 7 năm 2010, Trường Vũ lần đầu trở về Việt Nam để tham gia biểu diễn tại một chương trình từ thiện lớn. Từ giữa năm 2016, Trường Vũ về nước nhiều hơn, nhận lời làm giám khảo một số chương trình truyền hình và biểu diễn tại các thành phố lớn. Định cư bên Mỹ từ năm 1984, cuộc sống của Trường Vũ vốn không quá giàu có như nhiều người vốn nghĩ. Danh ca Hải Ngoại được biết đến là một ca sĩ nói tiếng Việt không thạo nhưng bằng tình yêu âm nhạc cháy bỏng và sự lao động nghệ thuật hết mình. Anh đã khẳng định mình là một tên tuổi được đông đảo khán giả người Việt yêu mến. Anh khiến nhiều người kính nể bởi ngần ấy năm hoạt động nghệ thuật. Trường Vũ chưa một lần hát nhép, anh bộc bạch: "Tôi muốn về hát cho khán giả thật sự thưởng thức. Tôi thích hát live chứ không hát nhép." Hát phải có ban nhạc của mình chứ bỏ đĩa ra hát thì tôi hát không được nói về sự nghiệp ca hát ở xứ sở cờ hoa. Trương Vũ từng chia sẻ với truyền thông nhân dịp về nước vào giữa năm 2016 rằng hiện tại anh chạy dâu khá ít do các dâu sòng bài bị cắt bớt nên chỉ còn hát cho cộng đồng. Chùa chiền, đồng thời anh chỉ hát vào cuối tuần và hát thêm vào những ngày lễ. Trương Vũ tâm sự với thanh niên rằng quê hương thay đổi nhiều chứ giờ tôi chỉ cầu mong cho có thêm nhiều bài hát được cấp phép, có những ca khúc rất hay về người lính. Tôi không hát bài chống đâu mà chỉ hát về tình yêu thời chiến, cuộc đời lính mộc mạc, rất mong sở văn hóa sẽ cấp phép. Tôi cũng muốn diễn nhiều nơi, bởi cứ xuất hiện Sài Gòn hay Hà Nội, đương nhiên cho người ta ăn hoài một món người ta cũng chán. Bạn nên nhớ tôi không có nhiều bài hát để diễn, một ca sĩ chỉ tủ cao tay nhất là 20 bài. Những bài kia là nghe phụ thôi chứ không phải nghe chính. Nói về việc chạy sâu, Trường Vũ là một trong những ca sĩ hạn chế sâu diễn nhất bởi anh là người sống khép kín, không thích sự nổi tiếng và ánh hào quang. Tuy nhiên, Trường Vũ yêu thích cuộc sống hiện tại giản dị bên cạnh gia đình, chỗ dựa vững chắc của anh để anh có thể tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật. Chia sẻ với vợ con. Giọng ca nghèo mà có tình chia sẻ bà xã là người đã hy sinh rất nhiều để anh có được ngày hôm nay. Bên cạnh đó, danh ca hải ngoại bày tỏ bản thân không muốn đưa vợ con vào showbiz để đảm bảo rằng cuộc sống của họ không bị xáo trộn dù chỉ là một chút. Anh cũng cho biết thêm, trong tương lai sẽ về Việt Nam nhiều hơn để biểu diễn và đáp lại tình cảm của khán giả trong nước. Tôi sẽ về nước nhiều hơn nhưng chắc ít chạy sâu vì tính tôi không bon chen lại khó tính trong việc hát trên sân khấu. Trường Vũ nói vui rằng, những người bên Mỹ hỏi ủa sao tôi không đi chụp hình mới, tôi nói lấy hình cũ người ta mới biết chứ đưa hình mới người ta tưởng người khác thì sao. Tại vì mình xấu tự nhiên nên không dám đòi hỏi nữa, tự nhiên đi làm cái này cái kia, hay thay đổi kiểu tóc lại càng xấu nữa. Thôi tôi để vậy luôn, cho nó xấu tự nhiên. Trong một livestream mới của mình, Trương Vũ kể thời điểm mới sang Mỹ vào năm 20 tuổi, anh không có gì trong tay nên phải nhờ bạn giới thiệu vào làm trong nhà hàng. Tôi phải làm phụ bếp, rửa chén, lau dọn nhà, làm hết mọi việc và một tháng được vài trăm đô la. Ở Việt Nam hay gọi đủ công việc của tôi là kỹ sư lái dĩa bay. Tôi làm đủ thứ, cái gì người ta cần sau bếp là tôi phải làm hết, chỉ có điều không được vào trong bếp để nấu. Thời ấy tôi không có xe nên người bạn đó phải chở tôi đi làm mỗi ngày. Tôi làm từ 5 giờ sáng tới tận 10 giờ tối muộn mới được về. Sáng tôi đến để dọn dẹp và tham gia chuẩn bị đồ ăn sáng, ăn trưa cho khách hàng. Chưa đến, nhà hàng đóng cửa nghỉ ngơi, anh nói. Cũng theo nam ca sĩ, trong thời gian nhà hàng nghỉ trưa từ 14 giờ 30 phút đến 17 giờ, anh tranh thủ đi làm thêm là lợp tôn, làm mái nhà hay cắt đồ cho nhà may vest. Sau một thời gian, Trương Vũ xin đi nơi khác làm vì công việc lúc đó quá vất vả. Rồi anh chuyển sang làm cho một nhà hàng người Hoa tại Mỹ và dành dụng được tiền mua ô tô. Khách đến nhà hàng hay ăn món đặc trưng là lẩu thối và ám và quần áo rất lâu. Tôi phải mua loại xà bông đắt tiền nhất của Pháp, thơm nồng lên, về tắm sạch sẽ mà mùi vẫn bám vào người, không thể tẩy sạch được. Do đó khi tôi đi ra đường, vào trong xe bus, những người ngồi cạnh tôi chạy đi hết, không ai dám ở gần. Ban đầu tôi không biết, về sau mới nhận ra do mùi thối đó. Sau tôi biết ý, cứ lên xe bus là xuống ghế cuối cùng ngồi. Tôi làm ở đó được hơn 5 tháng thì mua được một chiếc ô tô cùi. Tôi còn nhớ đó là chiếc Toyota 79. Mua được xe, tôi bỏ đi xe bus và cũng xin nghỉ việc luôn vì quá vất vả, anh cho biết. Theo Trường Vũ, mặc dù gánh nặng cơm áo gạo tiền khi ấy khiến cuộc sống của anh luôn bận rộn nhưng đam mê ca hát chưa bao giờ ngừng chảy trong người bởi anh thường mở lại các băng đĩa của duy khánh chế linh để nghe và học hỏi nuôi dưỡng sở thích thậm chí vì niềm đam mê ca hát quá lớn nên nam ca sĩ bỏ học phổ thông mặc dù đã đăng ký trước đó một lần tình cờ khi trường vũ đang ngân nga hát một đoạn nhạc thì ca sĩ trung tử lưu nghe được nên mời anh về cộng tác với hai trung tâm ca nhạc lớn mặc dù ban đầu việc thu âm khá khó khăn vì nam ca sĩ nói giọng triều châu và tiếng quảng đông nên anh hát tiếng việt không sõi đổi lại nam ca sĩ nhận được sự động viên của bạn gái là anh thư và sự giúp đỡ của ca sĩ duy khánh rồi được danh ca chế linh nhận làm học trò nên những khó khăn ban đầu nhanh chóng được đẩy lùi sau đó Trường Vũ được nhiều trung tâm ca nhạc mới cộng tác và thành công nhất ở sân khấu Thúy Nga Paris Bina, đặc biệt là sự kết hợp ăn ý với danh ca như Quỳnh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.